Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 10 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là bước từng bước, truyện ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha đưa ra các nguyên tắc để thế giới vượt qua đại dịch và tốt hơn. Vatican, vào ngày 16 tháng 10, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Thế giới lần thứ tư của phong trào bình dân, Đức Thánh Cha chỉ ra các nguyên tắc để vượt qua đại dịch tốt hơn, với một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, đó là xóa nợ, cấm buôn bán vũ khí, tự do hóa bằng sáng chế. Có hai đề xuất cần được thực hiện ngay là tăng lương tối thiểu và giảm ngày công. Sau khi nhận định về những thiệt hại do đại dịch gây nên, với nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có người trẻ, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng lương thực, nhất là tại các nước Phi Châu, Đức Thánh Cha nói rằng, để thoát khỏi đại dịch tốt hơn, điều cần thiết là phải điều chỉnh các mô hình kinh tế xã hội của chúng ta, sao cho chúng có khuôn mặt của con người, bởi vì rất nhiều mô hình đã mất đi điều này. Và Ngài nhân danh Thiên Chúa đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các phòng thí nghiệm lớn không giữ độc quyền bằng sáng chế, cho phép mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi con người được tiếp cận với vaccine. Ngài kêu gọi các tập đoàn tài chính và các tổ chức tín dụng quốc tế tha cho những món nợ thường bị ký kết chống lại quyền lợi của các dân tộc. Ngài yêu cầu các công ty khai thác lớn ngừng phá hoại rừng, các vùng đất ngập nước và núi, ngừng làm ô nhiễm sông và biển, ngừng đầu độc các dân tộc và thực phẩm. Ngài yêu cầu các nhà sản xuất và buôn bán vũ khí chấm dứt hoàn toàn hoạt động của họ, điều gây ra bạo lực và chiến tranh, thường là trong bối cảnh các trò chơi địa chính trị với giá của hàng triệu sinh mạng và việc di tản. Ngài yêu cầu những kẻ khổng lồ công nghệ ngừng khai thác sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của con người vì lợi ích, nên không màng tới các diễn văn thù hận, tin tức giả mạo, thuyết âm mưu, thao túng chính trị. Ngài yêu cầu những kẻ khổng lồ viễn thông hãy tự do hóa quyền truy cập vào nội dung giáo dục và trao đổi với giáo viên thông qua Internet để trẻ em nghèo có thể được giáo dục trong bối cảnh cách ly. Ngài cũng yêu cầu các quốc gia hùng mạnh ngăn chặn các cuộc xâm lược, phong tỏa và các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại bất kỳ quốc gia nào ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị tránh chỉ lắng nghe giới tinh hoa kinh tế để trở nên tôi tớ của những dân tộc đòi có đất đai, nhà ở, việc làm và một cuộc sống tốt đẹp. Và yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo không bao giờ sử dụng tên của Thiên Chúa để thúc đẩy các cuộc chiến tranh hoặc các cuộc đảo chính. Thay vào đó, chúng ta cần xây dựng những nhịp cầu yêu thương. Đức Thánh Cha cũng đề xuất một số nguyên tắc truyền thống trong học thuyết xã hội của giáo hội, ví dụ như lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, phân phát phổ quát hàng hóa, sự liên đới, trợ cấp, tham gia, công ích. Và Đức Thánh Cha đề xuất một số biện pháp cụ thể như mức thu nhập tối thiểu và giảm ngày làm việc ít hơn để nhiều người có việc làm hơn. Bằng cách này, mỗi người có thể tiếp cận những tiện ích cơ bản nhất của cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco, vượt qua nạn đói là một trong những thách đố lớn của nhân loại. Vatican, trong sứ điệp gửi tới ông Kiu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha nói chúng ta phải áp dụng các giải pháp sáng tạo để chuyển đổi cách chúng ta sản xuất và tiêu thụ thực phẩm vì phúc lợi nhân loại và hành tinh. Đi từ chủ đề của Ngày Lương Thực Thế Giới ngày 16 tháng 10, hành động của chúng ta là tương lai chúng ta, sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống tốt hơn. Đức Thánh Cha viết, chủ đề nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động phối hợp để mọi người có thể tiếp cận với chế độ ăn uống đảm bảo tính bền vững môi trường, đầy đủ và giá cả phải chăng. Đức Thánh Cha chỉ ra một nghịch lý liên quan đến việc tiếp cận thực phẩm, lưu ý rằng trong khi hơn 3 tỷ người không được hưởng chế độ ăn uống bổ dưỡng, thì gần 2 tỷ người lại bị thừa cân do chế độ ăn uống nghèo nàn và lối sống ít vận động. Đức Thánh Cha khẳng định, trong lĩnh vực này, mọi người đều có vai trò. Nếu chúng ta không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của hành tinh và toàn nhân loại, chúng ta phải khuyến khích sự tham gia tích cực đối với sự thay đổi của mọi cấp độ và tổ chức lại hệ thống lương thực nói chung. Đức Thánh Cha nhấn mạnh 4 lĩnh vực đặc biệt cần hành động khẩn cấp, đó là tại nông thôn, ở biển,
nơi bạn ăn và tránh lãng phí thực phẩm. Ngài nói, lối sống và cách tiêu dùng hàng ngày của chúng ta ảnh hưởng đến động lực môi trường và toàn cầu. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi, chúng ta phải khuyến khích các nhà sản xuất và người tiêu dùng đưa ra các lựa chọn có đạo đức và bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về nhiệm vụ quan trọng mà họ đang thực hiện, để thế giới không còn nạn đói trở thành một thực tế. Mỗi chúng ta có thể cống hiến sự đóng góp của mình cho sự nghiệp cao cả này. Liên quan đến đại dịch, Đức Thánh Cha nói, đại dịch là một cơ hội để thay đổi hướng đi, để hệ thống lương thực toàn cầu có thể ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh, cuộc chiến chống nghèo đói đòi hỏi phải vượt qua luận lý lạnh lùng của thị trường, chỉ tập trung vào lợi nhuận kinh tế và giảm thực phẩm thành một mặt hàng khác. Thay vào đó, cần phải gia tăng tinh thần liên đới. Đức Thánh Cha đảm bảo với Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo luôn sát cánh cùng tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức và các cá nhân khác và cố gắng hết sức để đảm bảo không có một người nào thấy các quyền cơ bản của mình bị suy yếu hoặc bị coi thường. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với những lời khích lệ. Cầu mong những người gieo hạt giống hy vọng và hòa hợp có thể cảm nhận được sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện của tôi để các sáng kiến và dự án của họ có thể ngày càng hiệu quả và thành công hơn. Đức Thánh Cha sẽ gặp 500 người nghèo tại Assisi. Vatican, vào ngày 15 tháng 10, Vatican thông báo rằng để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 14 tháng 11. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Assisi vào ngày 12 tháng 11 và tại đây Ngài sẽ dành thời gian lắng nghe và cầu nguyện với khoảng 500 người nghèo từ khắp châu Âu. Theo Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng, cơ quan tổ chức sự kiện, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các cá nhân đền thờ Đức Mẹ Cát Thiên Thần, nơi sinh của Thánh Francisco. Sau đó, Ngài sẽ gặp một nhóm 500 người nghèo, cầu nguyện với họ và lắng nghe kinh nghiệm của họ. Đây sẽ là lần thứ 5 Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi. Lần thứ nhất Ngài viếng thăm Assisi là vào ngày lễ Thánh Francisco Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 2013, năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Lần thứ hai là vào ngày 4 tháng 8 năm 2016, nhân kỷ niệm 800 năm ơn tha thứ Assisi. Ngày 20 tháng 9 cùng năm 2016, Ngài viếng Assisi nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Và lần cuối cùng vào ngày 3 tháng 10 năm ngoái 2020 để ký thông điệp Fratelli Tutti. Chủ đề của Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay là Người nghèo anh em luôn có ngay bên. Đức Thánh Cha đã thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo thông qua tông thư Lòng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ, được ban hành vào năm 2016, vào cuối năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Thánh Cha giải thích trong sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo năm 2017, vào lúc kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót, tôi muốn cung cấp cho giáo hội một Ngày Thế giới Người Nghèo, để trên khắp thế giới, các cộng đồng Kitô giáo có thể trở thành một dấu hiệu to lớn hơn bao giờ hết về lòng bác ái của Chúa Kitô đối với những người rốt hết và những người khốn khổ nhất. Ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành hàng năm vào Chủ nhật 33 thường niên. Giáo hội Ý sẽ không điều tra lạm dụng tình dục trong giáo hội. Roma, Đức Hồng Y Gualtiero Passetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tuyên bố không điều tra lạm dụng tình dục trong giáo hội như một số giáo hội khác đã thực hiện, nhưng cố gắng giải quyết vấn đề theo một con đường khác. Trong những ngày này, trên một trang mạng có một cuộc thu thập chữ ký nhằm mục đích yêu cầu Hội đồng Giám mục Ý tiến hành con đường mà các hội đồng giám mục khác trên thế giới thực hiện về vấn đề lạm dụng tình dục. Thực tế, vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, Ủy ban độc lập cho các giám mục Pháp và Ủy ban tu sĩ Pháp ủy quyền đã công bố một báo cáo cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nay, có 330.000 nạn nhân vị thành niên bị giáo sĩ và giáo dân lạm dụng tình dục. Trước đó, các hội đồng giám mục khác cũng phải đối diện với những phân tích tương tự. Hoa Kỳ, Úc, Ireland, Đức, Áo, Bỉ và sắp tới sẽ là Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Gualtiero Passetti đã đáp lại sáng kiến này bằng cách tuyên bố rằng đề xuất thu thập các chữ ký không phải là con đường phía trước. Ngài nói, thật nguy hiểm khi giải quyết nạn ấu dâm dựa trên số liệu thống kê. Theo tôi, hiểu biết về hiện tượng này phải được thực hiện một cách khoa học, không phải để điều tra. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý giải thích, trong lúc này, chúng tôi đã làm điều quan trọng hơn, đó là nếu có một dòng sông chảy ra ngoài, những con đê sẽ được đắp vào. Và chúng tôi đang thực hiện theo thỏa thuận với Tòa Thánh. Một công việc rất quan trọng là phòng ngừa, giám sát trong các giáo phận, gồm các chuyên gia đánh giá ngay các trường hợp xảy ra. Tóm lại, giáo hội ở Ý đang cố gắng đi theo một con đường khác,
Trái lại, những người đưa ra bản kiến nghị trực tuyến đang kêu gọi một cuộc điều tra độc lập theo hình thức đã diễn ra ở các quốc gia khác. Hoa Kỳ xác nhận Tổng thống Biden sẽ gặp Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 10. Hoa Kỳ, vào ngày 14 tháng 10, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill sẽ hội kiến với Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 10 tại Vatican. Họ sẽ thảo luận với Đức Thánh Cha một số vấn đề, bao gồm chấm dứt đại dịch COVID-19, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và quan tâm đến người nghèo. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Tổng thống Biden với Đức Thánh Cha trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Năm 2016, ông đã gặp Đức Thánh Cha khi là Phó Tổng thống. Trong năm nay, Đức Thánh Cha đã gặp các quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ. Hôm 9 tháng 10, Ngài đã gặp bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện tại Vatican, và đã thảo luận chủ yếu về biến đổi khí hậu. Nhận định về cuộc gặp gỡ này, Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco nói rằng nó không phải là dấu hiệu sự tán thành của Đức Thánh Cha đối với quan điểm về phá thai của bà Pelosi. Trên đài truyền hình Newsmax, đáp lại khẳng định của người dẫn chương trình cho rằng có vẻ như Giáo hoàng Francisco đang cho phép một trong những người cổ vũ phá thai lớn nhất thế giới sử dụng Vatican như một hình thức xác thực cho quan điểm chống công giáo của bà ta. Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone nói, trước hết, tôi sẽ kêu gọi một số thận trọng trong việc đưa ra kết luận đó. Ngài lưu ý rằng các giáo hoàng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới có quá khứ được đặt vấn đề và Đức Giáo hoàng Francisco cũng không khác. Tổng giám mục của San Francisco kết luận rằng các giáo hoàng gặp gỡ mọi người, các ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới bất kể họ là ai, ngay cả khi có những vấn đề nan giải trong lý lịch hoặc trong chính sách của họ. Các ngài gặp gỡ với tất cả mọi người, tôi không nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể rõ ràng hơn trong việc ngài lên án phá thai. Đức Thánh Cha đã so sánh việc phá thai với việc thuê một tên sát thủ và đã hơn một lần ngài khẳng định rằng phá thai là giết người. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Bí mật tòa giải tội và nạn lạm dụng tính dục. Kính thưa quý vị thính giả, trong những năm gần đây, ân tích tòa giải tội nhiều lần bị tấn công sau những tin tức và phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Người ta nuôi ảo tưởng nhờ sự bãi bỏ bí mật tòa giải tội, thiện ích của trẻ em sẽ được bảo vệ hơn. Trong khi đó, giáo quyền quyết liệt bảo vệ tính chất thánh thiêng của ân tích tòa giải tội. Vụ gần đây nhất là trường hợp tại Pháp, nhưng trước đó những điều tương tự cũng xảy ra tại Australia. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, dư luận Công giáo Pháp và nhiều nơi trên thế giới bị sốc lớn vì phúc trình do một ủy ban độc lập được Hội đồng Giám mục Pháp ủy nhiệm thực hiện trong 32 tháng. Kết quả là trong 70 năm từ năm 1950 đến nay, người ta phỏng đoán có 330.000 người trẻ bị giáo sĩ và các nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục. Và trong số các biện pháp được ông Jean Marshall về trưởng nhóm điều tra, đề nghị giúp ngăn chặn tệ nạn này là cần thay đổi quy luật về bí tích giải tội, để cha giải tội có thể trình báo với nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trước đề nghị này, Đức cha Eric Moulin-Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Rennes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, phản ứng và bênh vực bí mật tòa giải tội, đồng thời nói rằng đối với các tín hữu Công giáo, quy luật giữ bí mật tòa giải tội cao hơn luật pháp nhà nước, vốn đòi các cha giải tội phải trình báo với nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên được biết trong tòa giải tội. Tức khắc chính quyền, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp và dư luận đời mạnh mẽ phản đối. Thế là thay vì chú ý đến nội dung của phúc trình cha rể, dư luận quan tâm tranh luận về lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Eric. Sau đó Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerard đã triệu tập Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đến gặp ông vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 10 vừa qua, để làm sáng tỏ vấn đề. Ông tuyên bố rằng các linh mục cần phải trình báo cho nhà nước những vụ lạm dụng trẻ em, kể cả những vụ nghe được trong tòa giải tội. Theo hình luật pháp, những người không trình báo những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên mà họ biết được sẽ bị phạt từ 3 năm tù và 45.000 euro cho tới 5 năm tù và 75.000 euro. Về phần Đức cha Eric, Ngài ra thông cáo xin lỗi về câu nói vụng về bảo vệ ân tích tòa giải tội và nói thêm rằng, tôi xin lỗi các nạn nhân và tất cả những người có thể đau lòng hoặc bị sốc vì câu nói của tôi trên đài về việc xưng tội, đã lấn át việc đón nhận nội dung phúc trình cha rể và sự quan tâm đến các nạn nhân.
Đức cha cũng cam đoan rằng Hội đồng Giám mục Pháp sẽ làm việc để dung hòa bản chất của việc xưng tội và sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em dưới ánh sáng mức độ rộng lớn của bạo lực và gây hấn tình dục đối với các trẻ vị thành niên. Lời tuyên bố trên đây của Đức Tổng Giám mục Eric gây kinh ngạc nơi các tín hữu Công giáo Pháp, và từ Mỹ cũng có những người kêu gọi các giám mục Pháp hãy bênh vực bí mật của bí tích giải tội. Vì thế, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp bà Karine Dalle phải lên tiếng hôm 13 tháng 10 vừa qua để thanh minh rằng các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội và không làm tổn thương giáo huấn của Giáo hội Công giáo về ân tích thánh thiêng của bí tích giải tội. Bà Karine Dalle nói với một ký giả Công giáo Mỹ rằng không thể thay đổi giáo luật cho nước Pháp vì đây là luật của Giáo hội Hoàn Vũ. Một linh mục vi phạm bí mật giải tội sẽ bị vạ tuyệt thông. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Moulang Bofo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp muốn nói trong tuần trước đây sau khi công bố phúc trình do Ủy ban của ông Sauvé thực hiện. Đức Tổng Giám mục nói rằng ấn tích tòa giải tội ở trên luật của Cộng hòa Pháp. Đức Tổng Giám mục nói sự thật, nhưng sự thật này không thể nghe được đối với những người không phải là Công giáo và không thể hiểu được tại Pháp giữa cuộc tranh luận về điều gọi là chủ trương ly khai tôn giáo. Tại Australia cũng xảy ra tương tự, đã có 6 tiểu bang ở Australia thông qua luật bó buộc về vấn đề này, theo đề nghị của Ủy ban Hoàng gia tại Australia điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo. Mặc dù giáo quyền Công giáo nước này đã mạnh mẽ phản đối, nhiều linh mục tuyên bố sẵn sàng vào tù chứ không vi phạm ấn tích tòa giải tội, vì giáo luật buộc linh mục phải tuyệt đối giữ kín những gì đã nghe được trong tòa giải tội. Một số người khác cảnh giác rằng, chính quyền ban hành luật như thế là điều không những vô ích, nhưng còn làm thiệt hại cho chính nghĩa và bảo vệ trẻ em. Lý do vì không ai đi xưng thú tội của mình với linh mục để rồi bị cha giải tội tố giác với chính quyền. Như vậy, luật đó sẽ khiến những kẻ phạm các tội ấy không xưng tội nữa, và thế là cha giải tội mất đi cơ hội khuyên bảo họ từ bỏ con đường tội lỗi ấy. Tòa Thánh đã gửi đến Hội đồng Giám mục Australia một số nhận xét về 12 đề nghị của Ủy ban Hoàng gia để bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, trong đó có cả đề nghị bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Tòa Thánh tái khẳng định đặc tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội. Nó là điều mà chính bản chất của bí tích đòi hỏi, vì thế nó xuất phát từ chính luật của Thiên Chúa. Tòa giải tội cống hiến một cơ hội có lẽ là duy nhất để những người phạm tội lạm dụng tính dục nhìn nhận tội lỗi ấy. Trong lúc ấy, có thể cha giải tội khuyên hối nhân hãy thống hối, sửa đổi cuộc sống và tái lập công lý. Nhưng điều này không có nghĩa là cha giải tội tố giác hối nhân với nhà chức trách về tội lạm dụng ấy, vì làm như thế sẽ không hối nhân nào đến tòa giải tội nữa, và như thế sẽ mất đi cơ hội thống hối vừa canh tân. Trong bối cảnh những xôn xao ở Pháp hôm 15 tháng 10 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Agi Stampa ở Ý, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, tái khẳng định bí mật tòa giải tội là bất khả xâm phạm và ngài phê bình lập trường của những giới chức chính quyền Pháp muốn đồng hóa bí mật tòa giải tội với bí mật của các nghề nghiệp khác như bác sĩ, luật sư, dược sĩ. Bí mật tòa giải tội không phải là một sự bó buộc áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một đòi hỏi nội tại của bí tích, và với tư cách ấy, bí mật này cũng không thể hủy bỏ, kể cả từ chính hối nhân. Như giáo luật số 1550/2 quy định, hối nhân không nói với cha giải tội trong tư cách là người, nhưng với Thiên Chúa, vì thế chiếm đoạt điều thuộc về Thiên Chúa là một tội phạm thánh. Đức Hồng Y cảnh giác rằng, điều chắc chắn là không phải bài trừ nạn lạm dụng tính dục bằng cách vi phạm một bí tích. Nạn lạm dụng ngày nay lan tràn trong mọi lĩnh vực xã hội, và nó được nuôi dưỡng bằng sự tính dục hóa tột cùng. Đức Hồng Y Piacenza nhấn mạnh rằng, bí tích hòa giải là một hành vi phụng tự, vì thế không thể lẫn lộn bí tích này với một cuộc nói chuyện tư vấn tâm lý trong tư cách là một hành vi bí tích. Việc xưng tội và giải tội phải được bảo vệ nhân danh tự do tôn giáo, và mọi sự xen vào phải bị coi là bất hợp pháp và xâm phạm các quyền của lương tâm. Về kỷ luật hiện hành của giáo hội về vấn đề này, giáo luật hiện nay số 938 quy định rằng 1. Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm, do đó tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì, trong tinh thần tôn trọng, nhằm bảo vệ bí tích giải tội, giáo luật số 984 dạy thêm rằng 1. Tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ. 2. Những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài, những điều nghe biết trong tòa giải tội bất cứ vào thời gian nào. Giáo luật số 1388 quy định những hình phạt cho những người nào vi phạm luật cấm trên đây. 1. Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn tích sẽ mắc vạ tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh quyền giải, còn ai chỉ vi phạm gián tiếp sẽ bị phạt tùy theo mức độ nặng của tội phạm. Bước từng bước.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Yêu thương quay về của tác giả Đặng Hoàng Hương Giang, trích trong tập đất mới năm 2015, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cái nóng hừng hực của tháng 5 hắt vào gian nhà cấp 4 ẩm thấp, tư sỉnh nằm chèo quéo trên võng. Trời dần về tối, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời trong vắt. Giờ này mà vợ hắn, chị Tâm, vẫn chưa về. Có lẽ chỉ còn ngã giá mua rau với nhà vườn. Ngày nào cũng vậy, cứ nhà nhà lên đèn, chỉ mới về tới cổng. Thằng Tí nóng nực, gái sồn sột cái chân bị chóc lỡ do mũi cắn. Tư Sỉnh cảm thấy ngứa mắt. Đi vô kêu chị hai mày lấy chai dầu thoa lên, ngồi đó gãi cụi chân bây giờ. Hắn nhìn thằng con quát, thằng bé lấm lét nhìn ba nó rồi sợ hãi chạy ù té, chạy xuống bếp với chị. Ai ấy chai ầu o cho Tí, ba la. Để hai lấy dầu thoa cho Tí. Con Ngọc vừa thoa dầu lên vết mũi cắn cho thằng của em, vừa trêu. Sao mà mấy con mũi nó thương Tí vậy ha? Tí âu biết. Không biết thì hai nói cho nghe nè. Tại thịt Tí ngọt quá nên mấy con mũi nó thương, nó hung hoài. Sao thịt Tí ọt vậy ai? Thì tại Tí ăn kẹo nhiều đó. Vậy Tí ăn kẹo ít ít hại là mũi hỏng hung Tí nữa hết ai? Hai thoa xong rồi đó, Tí ra nhà trước chơi, hai nấu cơm nghe. Dạ. Cô Tí lại lon ton ra nhà trước chơi trò chơi đang còn dang dở. Cái bộ núc ních của cô Tí trông thật đáng yêu. Ngọc lại lui cui nấu cho xong bữa tối. Tiếng chuông lễ chiều vang lên hối hả như thúc giục con chiên từ muôn phương về tham dự bàn tiệc thánh. Ngọc vừa lặt rau, vừa nhìn xa xăm vào bầu trời cao hun hút. Lác đác dài ngôi sao một sớm, nó có tiếng hát trong trẻo. Nó hát bài hát trước đây nó từng được nghe trong thánh lễ, trong lớp học giáo lý. Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa. Mày hát gì đó con nhỏ kia? Tao nói bao nhiêu lần rồi, ở trong cái nhà này không hát hò, không chúa mẹ gì hết. Im ngay cho tao nhờ. Giọng Tư Sỉnh lè nhè la đứa con gái. Con bé đang hát bỗng im bặt, ấm ức. Nó quệt nước mắt ngắn dài còn nóng hổi trên má. Nó khóc, nó thấy ba nó thật đáng ghét. Nó nhớ 2 năm trước, nó cũng được đến nhà thờ như bao bạn bè đồng trang lứa. Nó còn học được nhiều bài học hay, bài hát hay. Nhưng bây giờ thì... Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại chực trào ra khỏi khóe mắt. Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim thơ dại, đáng thương của cô bé 12 tuổi. À, mẹ về rồi, con ói bụng quá mẹ ơi. Để mẹ nói chị hai dọn cơm ăn nghe. Dạ. Tiếng bước chân, tiếng thằng Tí nhõng nhẽo xen lẫn với tiếng cằn nhằn bực dọc của Tư Sỉnh. Chị về, tất tả, chị mệt mỏi sau một ngày khản cả tiếng mời, mời người ta mua, năn nỉ đến đứt hơi cho người ta bán. Bữa cơm chiều nay vẫn như mọi khi, chỉ có ba mẹ con. Tư Sỉnh lại đi theo tiếng gọi của ma men, ngày nào cũng vậy. Cứ sắp dọn cơm ra là hắn đi uống rượu với mấy ông bợm nhậu trong xóm. 10 bữa thì hết 13 bữa. Hắn không ăn cơm ở nhà. Thi thoảng hắn có ăn cơm ở nhà, nhưng cũng chỉ vài hộp lót dạ rồi lại đi. Dường như hắn cố tình tránh ánh mắt của vợ con.
cố tránh sự sum vầy hiếm hoi của bữa cơm gia đình. Con Ngọc nhai trẹo trạo cho qua bữa. Cái nắng nóng của mảnh đất Đồng Nai độ tháng 5 làm cho con người ta không nuốt nổi chén cơm. Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên bữa cơm chiều của ba mẹ con nó. Mắt con Ngọc như ngấn nước, nó muốn kể với mẹ chuyện ấm ức hồi chiều nhưng lại thôi. Nó nói trong hơi thở: ước gì được đi lễ nữa mẹ nhỉ. Nghe tiếng chuông con nhớ nhà thờ quá. Ừ, con cầu nguyện với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ sẽ nhậm lời con. Với cả Chúa Giêsu nữa mẹ nhỉ. Đúng rồi, với Chúa nữa. Con cầu nguyện với chị hai được không mẹ? Tiếng ngậm líu của thằng tí chen vô cuộc trò chuyện. Tí ngoan, mỗi tối tí nói chuyện với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thương tí lắm đó. Thiệt hả mẹ? Thiệt, mẹ đâu có nói dối tí lần nào đâu, đúng không nè? Dạ. Thôi, ăn cơm rồi còn học bài. Con đừng nhắc chuyện đạo khi có ba, ổng lại rầy cho. Dạ. Về khuya, cái nóng nực vẫn không dịu bớt, những con dê đầu hạ cũng không chịu ngủ yên. Tháng năm, tức Đồng Nai nắng như đổ lửa, cái khí trời oi nồng về đêm cũng trở nên gắt gỏng không kém. Hiếm hoi lắm mới có một làn gió mát len lỏi qua khung cửa sổ mang mát. Thằng cu em đã ngủ từ lúc nào? Trông cu cậu đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Sự đời chưa dính bận trên đôi mi cong dúc, đôi má phúng phính của con trẻ. Con bé Ngọc trằn trọc mãi, mấy quạt chạy hết công suất nhưng cũng chẳng xua tan cái nóng đêm hè. Nó chợt nhớ đến chuyện hồi chiều. Nó nhớ về những ngày nó còn bé, mặc dầu bây giờ nó vẫn bé. Một thoáng buồn đi qua, kéo nó vào giấc ngủ với những ước mơ nho nhỏ của trẻ thơ. Trước đây, gia đình Tư Xỉnh hạnh phúc lắm chứ không như bây giờ. Ngày đó, anh là thợ xây, chẳng biết đến rượu bia là gì. Chỉ có một sạp hàng rau ở chợ. Tuy không giàu có như người ta, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Cứ mỗi chiều Chủ nhật, người trong xóm lại thấy anh chở hai mẹ con chị đến nhà thờ. Con bé Ngọc được đi học giáo lý từ khi mới lên 5 tuổi. Nó học rất ngoan. Mỗi tối, sau bữa cơm chiều, người ta lại thấy gia đình anh quay quần bên bàn thờ Chúa, bàn thờ gia tiên, đọc kinh lần chuỗi. Vợ chồng chưa một lời to tiếng, con cái ngoan hiền lễ phép, gia đình làm ăn tấn tới. Thằng tí chào đời, anh đặt tên nó là Thiên Phước, như cảm ơn trời đã ban cho anh nhiều hồng ân. Những tưởng cuộc sống an vui ấy sẽ ở lại với gia đình anh mãi mãi. Nhưng cuộc sống không là một con đường thẳng, sắc đầy hoa hồng. Năm thằng tí lên 2 tuổi, cuộc sống gia đình anh như con thuyền chao đảo giữa những con sóng lớn của biển đời. Trong một lần làm việc, anh bị tai nạn. Anh bị ngã từ trên cao xuống. Ai cũng nghĩ anh vĩnh viễn lìa xa thế gian, nhưng may mắn anh không chết. Tạ ơn Chúa, không chết nhưng anh bị mất sức lao động vì phải cắt bỏ một lá lách. Và cũng từ đó, không ai thuê anh làm nữa. Anh thất nghiệp. Từ một người trụ cột của gia đình, anh trở thành kẻ ăn bám vợ con. Anh cảm thấy nhục, cái nhục của một thằng đàn ông không làm ra tiền. Anh hận Chúa, anh trách người cướp đi sức khỏe của anh, đẩy anh thành một kẻ tàn phế, vô dụng. Anh chán nản rồi đâm ra chè chén. Cái tên Tư Xỉnh cũng từ đó bắt đầu. Bây giờ anh không còn là cái thằng thiện hiền như cục đất của xóm đạo nữa, mà là hắn, cái thằng nghiện rượu cọc cằn nhất xóm. Những bữa cơm gia đình hắn thưa thớt dần, mà có đi nữa thì cơm chẳng còn lành, canh không còn ngọt. Hắn cấm vợ con nhắc đến Chúa, đến mẹ. Hắn cấm vợ con đi lễ nhà thờ, biết chuyện các hội đoàn trong giáo xứ đến khuyên giải. Một lần, hai lần, ba lần, lúc đầu hắn ậm ừ cho qua chuyện,
Đến lần thứ tư, hắn lấy chổi đuổi đánh. Hắn đóng sập cổng lại, không cho họ vào nhà. Dường như cái cục tức trong người hắn vẫn chưa lắng xuống. Hắn còn hận Chúa nhiều lắm, nên dù ai có khuyên giải như thế nào, hắn vẫn không chịu nghe. Chị Tâm, vợ hắn, buồn lắm, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Chị buông xuôi tất cả, phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Chị cầu nguyện và tin tưởng một ngày nào đó Chúa sẽ biến đổi anh, trả anh của ngày xưa về cho chị. Chị cũng dạy các con đọc kinh mỗi đêm, dạy chúng cầu nguyện với Chúa và mẹ như một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Bọn trẻ cũng biết nghe lời mẹ, ngoan hiền, lễ phép. Đặc biệt con bé lớn của hai vợ chồng chị học rất chăm và siêng năng cầu nguyện. Cuối tháng 5, cái nắng vẫn không dịu bớt, đất Đồng Nai cứ hừng hực nóng. Chiều dần buông, những con mũi do dê bắt đầu bay đi săn máu. Vài chú đom đóm đang đỏ sức với những ngôi sao một sớm. Xóm đạo nhập nhoạng chỗ tối chỗ sáng dưới trời chạng vạng. Hôm nay, mấy ông bậm nhậu tề tựu tại nhà Sáu Ba Gác. Một đĩa mồi, chai rượu đế, họ say sưa bàn chuyện đời. Thi thoảng người ta nghe tiếng cụng ly tách, tách hay tiếng vô, vô của mấy ông say. Tiếng chuông nhà thờ vang lên dục dã. Tư Sĩnh bất giác nhìn ra đường, hắn thấy các bà, các cô áo dài tha thước, tay cầm hoa, tiến về hướng nhà thờ. Trong họ có vẻ hân hoan lắm, vui lắm. Anh Sáu, bữa nay là ngày gì mà mấy bà đi đâu lũ lượt vậy anh? Ngày hình như là bữa nay ngày mấy vậy mày Tư? Cuối tháng. Ngày cuối tháng. Mấy bà đi đâu vậy cà? Có văn nghệ hả? Hắn tự hỏi. Làm gì có mày. Bữa nay trên nhà thờ có lễ gì đó, mấy bà đi lên đó chứ văn nghệ văn gần gì đâu. Tiếng Năm bình định trả lời suy nghĩ của Tư Sĩnh. Lễ gì anh Năm? Sao tao biết được mày? Lễ gì nhỉ? Tự dưng quên bén đi mất. Tao thấy mày thắc mắc nhiều rồi à nghe. Lễ gì thì mặc kệ đi, làm chén coi. Tiếng lè nhẹ của Sáu Ba Gác ra chiều trách móc. Dạ, anh Sáu, kệ đi, mình vô một cái nào. 1, 2, 3, vô. Thương, con gái của Sáu Ba Gác chuẩn bị đi lễ. Con bé cứ xoay qua, xoay lại ngắm mình trước gương. Xong, cô bé đi vòng ra trước, không quên dặn ông Sáu. Ba uống vừa vừa thôi đó, bữa nào cũng say hết nè. Thưa mấy chú, con đi lễ. Như bắt được cơ hội, Tư Sĩnh vội hỏi cô bé xem hôm nay lễ gì. Bỏ lễ lâu, hắn cũng chẳng nhớ đến ngày lễ nào với ngày lễ nào nữa. Mà hắn cũng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại quan tâm đến vậy. Bộ chú không nhớ nay lễ gì thiệt hả? Không nhớ thì chú mới hỏi mày. Nhớ tao hỏi làm gì? Dạ, lễ bế mạc tháng hoa đó chú. Thôi con đi nha chú. Nói xong, cô bé chạy thật nhanh cho kịp giờ lễ, để mặc hắn cứ ngay ra. Hắn ra chiều suy nghĩ lắm. Hình như lễ này còn một tên gọi khác. Hắn cố nhớ. Những ký ức của thời niên thiếu chợt hiện về trong hắn. Hồi đó, cứ mỗi độ tháng năm về, mẹ hắn lại ra chợ mua hoa để dâng đền Đức Mẹ. Hắn nhớ cứ ngày cuối tháng năm, mẹ và các cô, các bà trong xóm ăn mặc chỉnh tề đi lễ. Hình như là lễ, hắn nhớ rồi, lễ Đức Bà thăm viếng. Lâu lắm rồi, 2 năm lơ là đạo, nguội lãnh đức tin. Hôm nay Tư Sĩnh mới nghĩ đến ngày lễ trong đạo. Phải chăng có phép lạ đang từ từ biến đổi hắn? Hay hắn đang nghĩ đến một chốc thoáng qua? Hắn nghĩ ngợi nhiều năm, bao nhiêu những ký ức ùa về trong hắn, manh mún, lộn xộn.
Hắn chắp nối lại và rồi hắn nhớ ra ý nghĩa của ngày lễ Đức Bà thăm viếng. Hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc, mặc kệ sáu con mắt kia nhìn hắn khó hiểu. Mày cười chi vậy mày? Tư Gà thắc mắc. Không có gì anh Tư. Tao thấy mày bữa nay lạ lạ nghe. Bà Sáu Gác nói thêm. Lạ gì đâu anh Sáu. Làm chén nữa anh Sáu. Nói là làm, hắn cũng ly cơm cớp với mấy ông bạn nhậu. Hình như hắn đang lân lân sung sướng vì phát hiện mới của mình. Một người hớt hải chạy vào nhà ông Sáu Ba Gác, trông có vẻ lo âu lắm. Hình như là chị Tâm, vợ hắn. Không biết thị đi đâu đây, hắn thầm nghĩ. Anh về nhà, anh về trong nhà, em vào bệnh viện, con bị tai nạn. Nói xong, chị tất tả chạy đi. Chú hai xe ôm chờ sẵn ngoài ngõ, chở chị nhằm hướng bệnh viện Tâm Đức giọt nhanh. Còn hắn trơ như phỏng, ngẩn ngơ. Hắn lẩm bẩm, con bị tai nạn, con bị tai nạn. Tất cả men rượu trong người hắn tan biến đông mất. Hắn lật đật đứng dậy, cắm đầu mà chạy. Hắn chạy như chưa bao giờ được chạy. Hắn về nhà, gửi thằng Tí cho dì Năm hàng xóm rồi chạy xe vào bệnh viện. Đứa con gái bé bỏng của hắn còn trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang giành giật lấy từng phút sống cho con bé. Bên ngoài, trước cửa phòng, vợ hắn ngồi rũ rượi, gương mặt đầy lo lắng. Chị nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện. Chị khóc, nước mắt ướt cả vạt áo trước. Hắn đến bên chị từ lúc nào không biết. Hắn nắm lấy tay vợ như một sự an ủi. Hắn nhìn vào trong, đứa con gái bé bỏng của hắn vẫn còn hôn mê và các bác sĩ đang làm phận sự của mình. Tiếng chị nghẹn lại trong nước mắt. Chị kể, sáng nay con bé thủ thỉ với chị, nó sẽ xin Đức Mẹ đem chú đến với gia đình mình. Nhờ Đức Mẹ xin chú biến đổi ba nó để nó được đi lễ Chủ Nhật. Chiều nó xin chị tiền mua hoa rồi lén cha nó để đi đến nhà thờ. Ai ngờ đâu. Nói đến đây, chị nghẹn lại, nước mắt chảy ròng ròng. Chị nói như Đức Quảng. Nghe bà con nói, nó đang đi một chiếc xe máy của một tên say rượu nào đó đâm sầm vào nó. May nhờ những người tốt bụng đưa nó vào bệnh viện. Hắn ngồi đó im lặng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chị. Hắn say rất lương tâm. Giá như bao lâu nay hắn đừng nghiện rượu, đừng cấm cản vợ con chuyện đạo hạnh thì con hắn đâu ra nông nỗi này. Hắn thấy mình đáng ghét. Hắn đứng dậy, thẫn thờ đi ra cổng bệnh viện. Hắn chạy thật nhanh ra đình Đức Mẹ gần bệnh viện. Hắn quỳ xuống, van xin, khẩn nài. Hắn bấn loạn. Hắn nói trong nước mắt. Mẹ, tha lỗi cho con. Con xin mẹ cứu lấy con gái con. Xin cứu con gái của con. Con xin mẹ trăm ngàn lần. Con xin mẹ, con biết lỗi của con rồi. Xin mẹ cho con gái của con được sống. Mẹ bảo con đánh đổi gì cũng được, mạng sống con cũng được. Chỉ xin mẹ cho con gái con được sống. Con xin mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ, con xin. Cứ thế, hắn gục đầu bên tượng Đức Mẹ mà nài xin. Hắn cứ lẩm nhẩm cho khi không nói còn ra hơi nữa. Hắn quỳ đó cho đến khuya, mặc kệ sương xuống lạnh cả người, mặc kệ ai đi qua dòm ngó, xì xầm. 11 giờ đêm, có tiếng điện thoại reo. Hắn nhấc máy, là vợ hắn. Hắn hồi hộp. Nghe xong, hắn như nhảy cẫng lên vui sướng. Con gái hắn đã qua cơn nguy kịch. Hắn ôm lấy chân tượng mẹ cảm ơn tha thiết. Hắn khóc. Lần này hắn phải khóc.
Không phải hắn khóc vì sợ, vì lo lắng, mà vì vui sướng. Hắn tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ. Con gái hắn không chết. Hắn lật đật quay trở lại bệnh viện. Hắn ôm vợ hắn. Hắn vui sướng. Niềm vui của người cha của một đứa con mới trở về từ bàn tay tử thần. Con bé xuất viện sau một tháng mặc quần áo bệnh nhân. Nó vui sướng khi được về nhà. Nó ôm thằng Tí hôn lấy hôn để. Thằng cô em cũng vui khi thấy chị hai nó về. Thằng bé líu lo: "Ai ông về sớm sớm, hôm qua uống nhật ba èo em đi lễ." Con bé nhìn mẹ nó vui sướng. Hôm đó nó rất vui, niềm vui vỡ òa sau 2 năm gia đình nó thiếu vắng tiếng cười. Đêm đó, đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, gia đình nó lại quay quần bên bàn thờ Chúa để đọc kinh, để tạ ơn. Nó thì thầm nho nhỏ: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn Chúa đã đem ba Thiện về cho gia đình con, đã đem yêu thương về lại nơi gia đình bé nhỏ của con. Con cảm ơn Chúa, mẹ nhiều lắm." Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.